bộ lý luận trẻ trực thuộc trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2018 nhằm góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên của trường. Các nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ hướng tới nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức đoàn. Câu lạc bộ còn là một diễn đàn để đoàn viên thanh niên có cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội, tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội. Câu lạc bộ hiện nay có 28 thành viên, nòng cốt là cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc, những đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực và đoàn viên có khả năng nghiên cứu về lý luận chính trị. Với mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo về lý luận chính trị. Nghe báo cáo chuyên đề từ các chuyên gia trên các lĩnh vực. Tham quan lịch sử, giao lưu với các nhân chứng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Tổ chức đấu tranh chính trị thông qua diễn đàn câu lạc bộ. Tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn để nhân rộng những giá trị nhân văn, thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn. Từ năm 2018 đến nay, các cá nhân và tập thể câu lạc bộ đã có nhiều thành tích nổi bật. Tập thể câu lạc bộ đạt các giấy khen đoàn trường, hội sinh viên trường về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm, đạt danh hiệu tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Có 37 lượt cá nhân đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp, 16 lượt thành viên là đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua dân vận khéo các năm, và 25 lượt thành viên là đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua các năm. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với khẩu hiệu tuổi trẻ tiên phong, giữ vững lập trường, tiến về phía trước, lý luận trẻ, chìa khóa thành công.